Logo Versace Trong mỗi thiết kế của Versace, những họa tiết dằn di vuông vức luôn hiện hữu và hấp dẫn từng ánh nhìn của giới mộ điệu bởi kỹ thuật chế tác, thiết kế vô cùng tinh xảo và vẻ đẹp sang trọng của chúng. Vì thế những sản phẩm cao cấp Versace đều toát lên nét giá trị cổ điển của tinh thần văn hóa Ý, sự cao quý của nền văn hóa Hy Lạp cổ đại, mang đến những hương vị mới lạ cho những ai yêu thích đồng hồ đeo tay. Ý nghĩa của logo Versace trên mỗi sản phẩm sản phẩm đồng hồ Versace luôn tồn tại biểu tượng độc nhất vô nhị khi thì được cách điệu trên khung benzen khi thì được áp dụng lên mặt đồng hồ tại vị trí trung tâm. Đó chính là thiết kế logo độc quyền của Versace, biểu tượng của sự giàu sang, sang trọng, quý phái, mang đến sự mới lạ, độc đáo và khác biệt với những thương hiệu đồng hồ đeo tay trên thế giới. Biểu tượng chính của Versace liên quan đến câu chuyện thần thoại Hy Lạp kể về một nhân vật ác quỷ mang tên Medusa tức là quỷ đầu rắn theo như trong thần thoại Hy Lạp Medusa, có khả năng hóa đá bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt của ta, thể hiện sức mạnh của kẻ cầm đầu. Nhận thấy hình ảnh Medusa, cực kỳ mạnh mẽ và là biểu tượng của sự quyến rũ cũng như sức hấp dẫn chết người. Gianni Versace, e đã sử dụng hình tượng thần thoại cổ điển mà ông tôn thờ để sáng tạo ra biểu tượng độc nhất vô nhị vào năm 1978, kể từ lúc cho ra mắt logo biểu tượng Versace đã luôn phát triển và tạo ra nhiều sản phẩm được trao chuốt hết sức tỉ mỉ và cầu kỳ như là túi sách, quần áo, giày dép, đồng hồ đeo tay nam và nữ với những chất liệu quý hiếm, kiểu dáng mới lạ, chất lượng tuyệt đối và cực kỳ đẳng cấp. Ý nghĩa của họa tiết gizki, chìa khóa Hy Lạp trên bất cứ sản phẩm nào khác của thương hiệu Versace, chúng ta ít nhiều đều có thể bắt gặp những họa tiết ô vuông sen kẽ nhau trên khung benzen hoặc ngay chính trên mặt quay số. Những họa tiết ô vuông đó được gọi là Girizki, chìa khóa Hy Lạp. Girizki là những hoa văn hình gấp khúc uốn lượn lặp đi lặp lại liên tục và không ngừng nghỉ. Xuất thân từ nền văn hóa Hy Lạp, Girizki được tìm thấy trên những trụ cột, di tích của Hy Lạp xa xôi. Chính vì sự tái hiện nét cổ điển cực kỳ đẹp mắt này nên từ khi bắt đầu, những mẫu đồng hồ của Versace luôn được trang trí kèm Girizki, điển hình như những bộ sưu tập DV25 và Nita đáp Daphne thể hiện sự tinh tế, thanh thoát của hoa văn gờ giết tạo nên vẻ đẹp vượt thời gian cho từng chiếc đồng hồ Versace, chính hãng.